Rồi cho Gia Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay Gia Mỹ sẽ quay trường đi thu gom ba cái củi các bạn. Ba củi mà bỏ đống rồi qua ngày sau mới gom các bạn. Đó, trường đang thấy đó. Thu gom ba củi đang làm gì vậy? Dậu. Chờ anh kệ. Các Bạn đó. bạn mình đi lịch thiệu rồi các bạn. Nó thù nhưng lợi, nó gắn lợi hoài. Dư máu. Mình cắn tao hả? Tao cắn mày lại. Vậy còn mấy gốc đó kìa là giáo nước đó kìa, chưa đốn nó kìa, nước đó không kêu bịt ngực vô đây nè, để khẩu đó chặn họng đó, dừng lại với chặn họng đó. Góc trong bầu nó các bạn, góc trong bầu nó bự gì đó bạn. Rồi lên đường. Làm gì trời? Nâng khổ. Không hết rồi, bỏ xuống đi, tiếp sau. Nó được khỏi gớt. Yeah.
lên đường vô cậu kéo hai ba giọt châu ư. Rồi Duy Mỹ xin kết thúc video này các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một đăng ký và một like. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha. Hẹn lại video sau. Bye. Bye bye nha.